Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Mình thấy gì đây và chúng ta sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Plan with Jeremy 2. Và nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúng ta sẽ vào thôi. Ở đây mình nhận thêm được hai viên kẹo nữa này, là mình có tất cả là 10 kẹo. Lần trước là mình đã tiêu hết sạch kẹo rồi anh em ạ. Chúng ta đánh bại cái Basic Jurassic Mass Zombie này anh em. Lâu lắm không chơi cái cửa này để xem là hôm nay là chúng ta phải chơi cái gì. Chơi cái này trước xong rồi tí em mình sẽ quay trở lại đấu Battle Z cho anh em nhá. Rồi hình như nó sẽ chọn random cây cho mình thì phải. Nó không cho mình chọn cây đâu. Có khủng long, có hai con khủng long đang lấp ló kìa kìa. Rất là khó chịu luôn. Ok. Chúng ta sẽ có level 5 này, cũng khá là khỏe đấy anh em ạ. Không phải đùa đâu. 75 mình đặt ở đâu đây? Chúng ta sẽ xem nó ra chỗ nào mới bắt đầu đặt. Ok, một phát này. Ở đây luôn nhỉ? Ở đây luôn. Ôi, còn quả gánh thế này nữa thì đánh thế nào được các bạn trẻ? Mơ đi mà vào nhé. Không thể vào luôn. Cho nó ăn cái này luôn. Cho đỡ phải cắn. Con này cắn thì nó cũng không thể cắn được đâu mà. Cắn mà có gãy răng. Đảm bảo sẽ gãy răng luôn. Mình cần 175 anh em ạ. Tôi cần 175 đồng để bán bọn này. Rồi. Có lẽ là sẽ không quá khó. Bán nó đi anh em. Một. Rồi, có thêm một con ở phía dưới nữa. Đang cố gắng là đặt ở phía dưới thêm một cái nữa này anh em ơi. Lên. Thoải mái con gà mái đi. Chúng ta sẽ có hai hàng ở đây ngay bây giờ. Hai hàng này vào đây. Rồi, chúng ta đủ hàng ở đây anh em ạ. Bây giờ là chúng ta sẽ chỉ có việc là trồng cây thôi. Trồng cây và bắn bọn này thôi anh em ạ. Rất là easy, rất là đơn giản, rất là dễ chơi rồi đấy. Vào đây, thoải mái đi. Vòng mắt, đố vào luôn. Bây giờ là nhiệm vụ tiếp theo chúng ta là phải trồng full mấy cái. Ở trên này chưa có này. Trên này chưa có nha. Trên này thì vẫn chưa có này anh em. Chúng ta sẽ cần săn. Điều khiển bọn này luôn. Đấy, đã điều khiển con này rồi anh em ạ. Quá tuyệt vời. Cần thêm rất nhiều săn anh em ơi. Chúng ta cần thêm săn. Săn ở dưới này. Đúng rồi, chính xác là như vậy đấy. Cần săn anh em ơi. Cần rất rất nhiều săn luôn. Chết rồi, nó đạp mình phát thì mình đai đấy. Vỡ mồm. Này này thì vào đây này, đố chạy vào đâu ấy. Đố chạy được đấy. Thoải mái đi. Con kia mình điều khiển nốt cho nó xong này. Điều khiển nốt đây. Ôi, đến nơi xa quá. Vãi lúa rồi. Nào. Đạp cho cái bây giờ vớ va vớ vẩn. Từ từ. Con này cũng bị điều khiển à? Chết tiệt thật, nó đồ ăn ở phía dưới này anh em ơi. Khó chịu ở nhà. Ui, nó đẩy từ bao giờ này? Nhanh quá, mình còn không kịp làm gì anh em ạ. Chết rồi, quả này phải vỡ mồm à? Mình rất ghét con này. Điều khiển lại đã, tính sao? Điều khiển lại đã. Ơi trời. Nó đang lao vào rất là nhanh, rất là gớm, rất là kinh, rất là khủng khiếp. Bây giờ mình làm thế nào đây? Chúng ta sẽ làm thế quái nào đây? Đặt mình ở đây là dĩ nhiên rồi này. Đặt ở phía nào nhỉ? Để tiêu diệt hết bọn này đi. Chúng ta hết săn rồi, hết đấy rồi. Điền thế nhờ. Đẩy. Đẩy nó anh em ơi. Rồi. Đã điều khiển được nó anh em ạ. 150 đồng thôi. Cố lên. Cố lên anh em. Đẩy lùi ra ngoài. Dĩ nhiên để lùi ra ngoài đã. Đấy. Nó cắp hết bọn kia đi. Cắp hết bọn này đi. Xem nào. Còn cái điều khiển không nhỉ? Đá này. Này thì đá này. Thì chỗ này thành ra khá là mệt mỏi. 150 đồng đúng không? Điều khiển nó con kia là xong. Đặt. Đây rồi. Đứng nguyên đấy nhá. Cưng, đứng nguyên đấy cưng. Phía dưới này anh em có lẽ sẽ cần thêm. Chắc chắn là sẽ cần thêm rồi. Điều khiển. Mày cắn đến sáng mai luôn. Gãy răng luôn. Còn nó hết đấy. Con này sẽ cắp nốt này. Cửa này khá là dễ. Thế mình thấy khá là dễ. Và xong luôn này. Ok. Có nào không? Hết rồi. Chắc là hết rồi đấy.
Cuối cùng đã xong anh em ạ. Cuối cùng thì đã xong. Xong chưa? Cho được thêm một cái đầu lâu của zombie này. Jurassic Mash. Đã lâu lắm không chơi cái cửa này. Đấy. Cái điều khiển tâm trí anh em ạ. Nhìn trông hay phết nhờ. Rồi có lẽ là mình sẽ chơi thêm một cái cửa nữa thì như chơi... À không, chơi một cửa cái làm được luôn cái đầu lâu rồi. Không phải chơi hai cửa đâu. Được thêm vàng này, thêm primer, poison, thêm primer wonus lên level 6 thì nó còn tăng khủng khiếp thêm cỡ nào nhờ. Đấy, chúng ta sẽ tiếp tục vào đây kia trồng thêm cây. Trồng thêm cây mới là điều chắc chắn. Đây, vào trong cái bình tưới cây. Và mình sẽ trồng thêm những loại cây mới trong này. Chúng ta vừa dùng xong một cây này. Đấy, cây Wokodai được sẽ được sử dụng này. Mỗi ngày nó sẽ cho mình một cái Epic Quest khác nhau thì phải. Đúng nhỉ? Đến vào đây. Không phải, cái này danh sách cây rồi. Bây giờ muốn nâng cấp tất cả cây lên thì mà tốn rất là nhiều tiền đấy. Event này. Basic Jurassic Mask. Cần phải chơi thêm một trận nữa thì mới được cái đầu lâu này. Cái đầu lâu của mấy con zombie thời cổ đại. Có cái xương ở dưới cằm ấy. Không có. À, có khủng long bọ chúa, có T-Rex. Ai chà chà chà. Cái vấn đề gì, tấn công được gì đây? Khả năng là đẩy lùi à? Có lẽ vẫn phải sử dụng cái trước đấy thôi, chứ chẳng có chiến thuật nào tốt hơn cả. Đó là sử dụng những cái cây xem nào, đang suy nghĩ xem dùng cây gì cho nó hay ho. Đó là mình tăng sức mạnh cho cây gì nhỉ? Dùng luôn, tội gì. Đây, cả một đống cây để tăng sức mạnh cho anh em ơi. Dùng cây gì bây giờ? Bowling à? Bowling Bull à? Squat cũng khá là ghê. Cái này cũng được này. Cái này tăng giáp một cái khá là kinh, khá là được. Vấn đề là chúng ta sẽ cần phải đánh cả sau cả trước kiểu nhờ. Thế mình nghĩ vậy. Thì sẽ suy nghĩ là đánh cây gì. Dùng cái này nhá, dùng cái này này. Dùng squat này. Rồi, đúng rồi. Dùng hai cái đấy trước đã. Xong rồi tính sau. Có hai cây có thể là chơi được. Ta sức mạnh mà, tội gì không dùng. Chúng ta sẽ sử dụng cây này trước này. Dùng cây squat này. Hai đầu, bắn hai đầu khá là tốt đấy anh em. Level 5 bắn khá là khỏe. Mình bắn cái này thay cho cây kia. Dùng săn nhỏ thôi. Dùng săn nhỏ thôi. Đấy. Dùng tiếp tục là cái gì nhỉ? Điều khiển tâm trí của bọn khủng long. Nó chia cái này 10.000 thì mới lên được cấp 4 anh em ạ. Thả giảm thời gian hồi chắc chắn luôn đấy. Cái này chắc chắn sẽ giảm thời gian hồi này. Mì khoai tây có cần thiết không? Cần thì đặt trồng ở phía dưới này cũng được. Mì khoai tây. Rồi có lẽ sẽ trồng ít mì khoai tây. Và thêm một cái cây nữa. Chúng ta cần cây gì đây? Cấm nấm nhỏ thì cũng được. Nấm nhỏ bắn khỏe lắm. Và nó sẽ cả bọn này tơn đầu. Theo mình nghĩ vậy. Đặt đây phát này. Phía đây chắc là sẽ trồng cái loại cái gọi là mì đấy. Nào. Cái này bắn khỏe lắm. Nấm nhỏ này bắn sướng này. Rất sướng luôn. Squat à, chưa cần vội. Bắn nó anh em ơi. Cứ bắn nó thôi. Cứ bình tĩnh thôi. Cứ bình tĩnh và chiến thôi. Này này. Này này. Ui trời. Chết tiệt. Chơi. Dậm nó luôn anh ơi. Đúng rồi, dậm nó luôn chứ không còn lại vỡ mồm. Ui chết tôi rồi. Squat nó không kịp làm gì cả. Nhanh quá, bọn lại đông quá thể luôn, đánh làm sao đây nhỉ? Đang suy nghĩ xem đánh kiểu gì đây. Squat thì nó không chịu được mất. Đấy. Rồi. Đặt đây phát nhỉ. Chết tiệt. Squat đang dùng tối đa sức mạnh của nó để có thể lấy đây. Dừng lại. Ui chà. Đông quá nhờ. Viện bắn thế nào đây anh em? Squat này. Nó ăn hết cây của mình rồi anh em. Chết tiệt rồi. Thế nhờ. Tự nhiên là bây giờ dùng cái này. Thành ra là buồn cười.
xong tôi rồi. Squad là không đủ luôn. Một phát bình hết sạch ấy rồi anh em ơi. Cửa này khó thế nhờ. Cửa này khó vãi lều ra nhưng vẫn thắng được. Toàn squad là squad thôi. Tân cuối chưa? Ôi, khó thế. Chưa kịp trồng cây mà nó đã vào quá nhanh rồi. Mình rất ghét cái cửa này nhá. Nó tăng tốc độ cho zombie này. Nó đẩy zombie đi nhanh hơn này. Khó chơi, rất khó chơi. Nhưng cuối cùng ta vẫn hạ được nó anh em ạ. Bằng squad, tăng sức mạnh cho squad. Hay phết. Squad thì nó không kịp giết hết nhưng mà nó cũng giết được rất là nhiều. Khi được ăn plant food ấy, wow, cái cây primer sunflower được sắp lên cấp này. Vấn đề là ta không có tiền để nâng cấp thôi. Hoàn thành cái này và kiếm thêm được một cái đầu lâu của zombie dĩ nhiên. Để xem nào, được cái gì? 10 cây primer sunflower. Thế á? Nhèo. Đéo nhèo vãi trưởng luôn. Mình tưởng phải được nhiều hơn chứ nhờ. Một trận chiến vất vả thế mà chỉ cho mình có một tí tí cây vậy. Không thể hiểu được luôn đấy. Thôi kệ đi. Rồi bây giờ mình sẽ chơi tiếp tục này anh em. King Odin lên 250 rồi à? Lên 250 thì ai chơi với mày? Ai chơi với mày nữa vậy? Bó tay. Đúng không? Thằng King Odin là 250 đúng không anh em? Sợ vãi tèo. Đây, mình sẽ làm theo các comment của anh em. Cây ma 75 á. Cây ma 75 là cái nào? Hoa bóng tối, đậu bóng tối, hành tím, mìn cổ đại. Lưu ý để cây ma xung quanh boss và cho củ hành tím. Và cho nó củ hành tím nha anh. Em chơi được 2,5 triệu điểm đó. Đây là cái comment của bạn NHT Gaming. Cây ma 75 đồng là cây nào anh em? Cây... Ôi chơi, di chuyển nhầm. Cây ma 75 đồng á? Là cái con ma ma này á? À đây đúng rồi, con ma 75 đồng này anh em. Anh em thích dùng thì mình cứ dùng thôi. Dùng cây ma cũng được. Theo mình thấy là nó cũng không có nỗi là quá tệ. Cây hoa bóng tối. Hao bóng tối. Biết sao chính tả đấy anh em. Chúng ta dùng cây Manflower này. Cái đậu bóng tối là cây Shadow Piercer này. Là chính xác này. Cây mìn khoai tây cổ đại. Mìn khoai tây cổ đại à? Đâu nhỉ? Mìn khoai tây cổ đại. Với cái này này. Cây hành tím này. Và mìn khoai tây cổ đại phía dưới. Đã xong. Và chúng ta hãy chơi nào. Đây là cái comment của bạn NHT Gaming. Và được tận 9 like cơ. Mình thấy nó khá là nhiều. Rồi cái 75 đồng. Khá tốt đấy, con ma thì không thể bị tiêu diệt anh em ạ. Đấy, con ma đặt xung quanh có lẽ là ok đấy. Giờ theo mình thấy là nó cũng rất là ngon. Rồi mình sẽ đặt nó ở đâu đó. Con ma thì phải bây giờ có boss thì mới đặt cơ. Bây giờ chưa đặt vội anh em ạ. Tiếc đợi nó hồi cái ma. Hay nhỉ, cũng có vẻ là khá là hay ho đấy anh em ạ. Theo như mình nghĩ là vậy. Đặt ở hai chỗ này này. Đấy, chúng ta full gọi là hệ thống slow các kiểu có là điều rồi. Đấy, đã xong. Let's rock now. Ui, hình như còn một số chỗ là chưa đặt mìn khoai tây đúng không? Có lẽ là như vậy, nhìn anh em nhìn xem. Cho nó nổ đi nào, anh em ơi. Let's go, boy. Lên. Nào này. Bây giờ tôi phải làm sao? Có ma chưa? Ma quỷ đấy anh em ơi, hét vào mặt nó. Yes. Không biết đặt cái này ở chỗ nào đây. Ok, có lẽ đặt đây tạm vậy. Cái này này, ôi ôi, nó đánh ghê quá. Nó đánh ghê quá, bình tĩnh. Bình tĩnh cho các bạn trẻ. Rồi, ok. Có lẽ là vẫn chưa vấn đề gì đâu. Cho ăn cái này đi ạ. Ma đâu rồi anh em? Ma hết mặt nó anh em ơi. Ôi chỗ này không cho nổ được à? Chết mày đi này, vớ va vớ vẩn. Linh ta linh tinh, làm sao có thể ăn được cây của mình. Ủa phía trên à? Phía trên này. Đâu rồi, hết mặt nó anh em. Ủa ma khỏe vãi trưởng luôn. Ui nó đập chết cả cây ma của mình kìa anh em ơi. Thấy không? Đập chết cả cây ma của mình kìa. Ôi điền thế nhờ. Nào ma hết mặt nó anh em ơi. Nào nào, chết rồi. Đánh rất là khó chịu, rất là khó chịu. Độc liên tọi vào người. Đâu rồi, xong có ba cái độc nhỉ.
chở 4 cây độc rồi. Ma này anh em ơi, hét vào mặt nó, hét vào mặt nó này. Đấy, plant food. Rồi ôi, thế làm cảnh à? Chả là cái gì vậy? Chạy đâu? Con sâu. Ui ôi, chạy được ạ. Chạy được thật ạ. Điền thế nhỉ. Làm sao đây? Chúng ta phải làm sao đây? Làm sao bây giờ anh em ơi? Đang suy nghĩ là làm kiểu gì đây? Mì khoai tây thì vẫn chưa được. Đặt cái này, đáng lẽ đặt thêm mì khoai tây thì nó sẽ khỏe hơn đấy. Nhìn cái chỗ này là hơi tệ. Ôi cái trò độc liên tục của người ấy này. Ô, nó chỉ cho nó dùng là một cái độc thôi à? Tệ nhỉ? Không như mình nghĩ, cái này nó không như mình nghĩ anh em ạ. Nó tệ hơn những gì mình nghĩ. Này. Không giết được. Không giết được nó. Ôi, chết rồi. Chạy vào đây. Con boss không chết được. Con ma không ăn thua anh em ạ. Con ma vẫn bị cái sóng âm này nó giết nhá. Cái đàn này nó vẫn giết được này. Rồi, chúng ta được có 1.300.000 điểm thôi. Thắng thì vẫn thắng thôi, không quá là có gì đấy lắm. Ok, vẫn thắng. Và trận tiếp theo thì chúng ta sẽ làm theo comment của bạn nào đây? Ngô củ hành tím bowling lê gai, anh tập trung vào hàng giữa nhé. Cái này thì chúng ta sẽ làm cái gì đây? Twin Sun Cam, cái min bom ăn mộ và hành tím. Ok, cái này là tập trung đam vào hành giữa rồi. Twin Sunflower là cái hoa hai đầu đấy anh em. Nếu anh em nào nhớ. Mình sẽ làm thì trước để xem như thế nào. Ok, cố gắng là áp dụng những chiến thuật này cho anh em xem nhá. Rồi, chúng ta thử áp dụng cái chiến thuật đó chính là Twin Sunflower. Tiếp tục là sẽ là cam Citron. Đây là Citron này. Citron đâu nhỉ? Nó không chọn Citron, quên mất tiêu Citron đâu rồi. À đây Citron đây, level có level 3 thôi. Citron hơi yếu. Cái min bom. Min bom là min này nha anh em. Khả năng nổ nó rất là đã đấy. Min bom, ăn mộ và hành tím. Ok. Ăn mộ đâu rồi? Chúng ta sẽ có ăn mộ và hành tím. Hôm nay có khá những chiến thuật khá là lạ. Chắc là sẽ cho hành tím cho cái cây cam để tập trung đam ở cửa giữa. Có kiểu đấy thôi. Chắc chắn là như vậy rồi. Twin Sunflower sẽ là như thế này. Theo như mình nghĩ là vậy. Chỉ cần như thế này thôi anh em. Không cần quá nhiều đâu. Rồi. Đam. Wow, hết tiền luôn. Thật là vê trường thật. Ok. Sợ đấy. Được nó đấy. Nào. Coi như là bỏ hết hàng à? Mấy cái cam bên này không để à? Hơi khó nhìn nhỉ anh em. Rồi đấy. Chúng ta đang cố gắng hết sức để có thể là cho nổ đây đã. Ăn cái này luôn đi. Rồi ok. Con boss ra cái là chúng ta tập trung đam thôi. Boss ra rồi. Bắt buộc phải dùng anh em ạ. Đếch có săn luôn. Chúa đếch có săn luôn kìa. Còn lại vỡ mồm rồi. Tập trung hàng giữa nhưng mà vấn đề là chúng ta cũng không có tiền để mà ấy cây cơ. Cả vấn đề đấy anh em ơi. Cả vấn đề nữa là con này đã chết rồi. Đây có hai cây. Hiện tại sẽ có hai cây ở đây. Vấn đề là không có tiền nữa. Nhưng mà đây khá tệ. Tại vì là đáng lẽ phải là thay cái Twin Sunflower bằng cái Man Flower. Xong rồi áp dụng thêm một số cây nữa ở giữa để nó vừa bắn được vừa hại bọn này. Đúng không? Chứ hơi tệ. Chứ thật là hơi tệ rồi anh em. May thế nhờ không chết kìa. Chết ngay. Vơ va vơ vẩn. Để mình trồng đâu thì cũng thế rồi. Nào bắn đam. Mình sẽ cần dùng cái này luôn. Được rồi. Cái mìn bom này thôi. Chuẩn bị nổ này.
mình sẽ cần thêm một cái nữa. Từ thôi, bình tĩnh, bình tĩnh mới lĩnh được lương. Ui ôi, hơi phí, thật sự hơi phí, hơi phí. Giữ cái này trước này, tại vì là nó con bạch tuộc, nó có con bạch tuộc, hơi phá hủy luôn. Đấy, thoải mái đi, tét đi. Mình cần kiếm thêm tiền anh em ạ. Chúng ta cần khoảng 500 đồng để tác dụng sức mạnh cho cây kia nữa. Boss đâu nhỉ? Chưa thấy ra. Thì lại chưa ra. đang gọi là dồn đam cho cái cửa giữa. Ui chết rồi, mất cây rồi. Thật sự là điên đầu rồi anh em ơi. Mình có giết được con boss này. Con boss này thì không phải là quá khó đối với mình. Giết được đâu? Giết được đâu? Có giết được đâu? Có giết được đâu? Ui trời ơi. Chết rồi. Cái plan food nó này. Ấy ngay đây ạ. Chết rồi. Chết rồi. Con này die rồi. Làm sao ăn được cái mộ đây? Không ăn được cái mộ luôn. Đây. Không kịp rồi. Không kịp luôn rồi. 2 giây. Quá ít điểm. Chứ thầy mình thấy vẫn thắng được. Nói chung là vẫn được khoảng 800 nghìn. Vẫn khoảng 760 ngàn anh em ạ. Ok thì chúng ta sẽ cứ mê nhé. Xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game. Đó chính là Plan vs Zombie 2. Xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye. Ui 250 này. Còn hôm nay là kết thúc rồi anh em ạ. Chắc là mình sẽ kết thúc vị trí thứ nhì thôi. Không hơn được.